có tiếp xúc thì thường chỉ là lấy mẫu rồi, có nghĩa là lấy mẫu thường là mẫu máu. Thì tâm trạng chung là không có ai mà thích đi lấy mẫu máu hết trơn á. Gì nhưng mà lỡ mặt được không mình mà còn phải rút mẫu thì em cũng rất là sợ. Cái tác phòng phải là chuyên nghiệp để tạo được cái niềm tin. Thứ hai là phải công việc thì lại tạo cả càng tạo cái cảm giác là hoang mang lo sợ hơn. Cho ngoài với bệnh nhân thì mình thứ nhất là mình cái công việc là mình biết nhiều cái phương pháp để dạy và cái phần mềm là Canva. Trong ba thì em một số cái phương pháp có ví dụ như là bột bánh nhanh hoặc là ví dụ là việc nhớ. Rồi cho nhóm chào vỗ tay ạ. Kính chào quý thầy cô. Cái nhóm của mình chọn tự động. Trước khi giải thích thì xin mượn câu nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Rõ ràng dù dòng sông tĩnh lặng như thế nào nhưng bản chất bên trong nó vẫn là chuyển động. Và chúng ta là buổi chuyển động số, bản thân mỗi người cũng phải chuyển động từ suy nghĩ, chuyển động từ lời nói, từ tư duy, chuyển động kể là thế giới đang chuyển động và chúng ta càng phải nên chuyển động.